Xin chào các bạn, mình là Lê Bada. Chào mừng các bạn đến với kênh Lê Bada. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục với lại chuỗi series 5 Star cùng Lê Bada và sẽ tiếp tục một cái tập thêm nữa là nhà hàng brunch. Bởi vì hôm trước á, sau khi mà mình đã giới thiệu một cái nhà hàng brunch trong một khách sạn 5 sao thì mình thấy là các bạn khá là thích cái chủ đề này, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với một cái buổi ăn brunch. Brunch là gì thì chắc là các bạn cũng đã biết qua rồi đúng không? Một cái sự kết hợp giữa một bữa sáng của breakfast và bữa trưa là lunch, thì chúng ta sẽ có ra một cái bữa brunch như thế này. Và ngày hôm nay chào mừng các bạn đến với khách sạn 5 sao Le Méridien. Xin chào, như các bạn đang thấy ở trên màn hình á, thì đây là không gian của nhà hàng thuộc khách sạn Le Méridien. Nếu như mà tính lễ tân là tầng 1 á mọi người, thì không gian nhà hàng này tọa lạc tại tầng 2 của khách sạn mọi người ha. Chúng ta sẽ đi vào khu vực lễ tân, ở bên tay trái sẽ có một chiếc cầu thang để chúng ta di chuyển lên trên. Ở đây thì cũng có thang máy, nếu như mà các bạn muốn đi lên bằng thang máy thì vẫn có thang để chúng ta hỗ trợ chúng ta ha. Và bữa tiệc buffet ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người là bữa tiệc brunch diễn ra vào ngày Chủ nhật trong cái khung giờ từ 12 giờ đến 15 giờ. Bên cạnh những cái món ăn được bày biện rất là bắt mắt cùng với lại chất lượng được nhà hàng chọn lọc rất là kỹ á mọi người, thì phần lớn á, thì những du khách và thực khách á, họ đến đây trải nghiệm là bởi vì cái view của cái nhà hàng này. Từ ở đây các bạn có thể nhìn thẳng ra ở phía bên kia đó chính là sông Sài Gòn. Tuy nhiên là trong suốt cái quá trình mà mình dùng bữa ở đây thì mình thấy là cũng không có quá đông khách ha. Cho nên là với những bạn nào mà thích sự yên tĩnh, thích không gian không có quá ồn ào á, thì có thể trải nghiệm ở đây. Còn cái địa chỉ chính xác cụ thể của nhà hàng này á, thì mình sẽ để trên màn hình để các bạn có thể dễ tham khảo. Với mức giá buffet mọi người thì hiện tại nhà hàng đang áp dụng 3 mức giá, bao gồm là 1.590.000, nếu như mà tính luôn cả thuế phí thì sẽ là 1.803.000. Mức giá thứ hai là 2.090.000, nếu mà tính luôn thuế phí sẽ là 2.380.000. Mức giá cuối cùng là 3.090.000, và sau khi mình đã cộng thuế phí rồi thì nó sẽ ra là 3.535.000. Và ứng với mỗi mức giá thì sẽ có một cái gói mức nước uống khác nhau mọi người ha. Mình có ghi chú ở trên màn hình, các bạn có thể xem và tham khảo. Ok mọi người ơi, và ngày hôm nay thì mình đi vào cái dịp đặc biệt, đó là dịp Happy Thanksgiving. Một cái dịp gọi là dịp lễ tạ ơn, cho nên là ngày hôm nay đặc biệt á, là sẽ có những cái món menu mà ngày thường sẽ không có. Ví dụ như có gà Tây nè, hay là những cái món đặc biệt có ở trong cái ngày lễ tạ ơn. Ở đây thì mình thấy có cá hồi nè, cá trích ép trứng, có bạch tuộc, có cá ngừ. Còn ở phía trên này là sushi, thì có sushi tôm, sushi lươn nữa. Wow. Ok, và có cả sushi cá trích ép trứng mọi người ha. Qua đến quầy hải sản thì ở khách sạn hiện tại thì phục vụ các món hải sản cũng khá là đa dạng, có vẹm xanh, có cua, có tôm, tôm càng và còn có cả tôm hùm nữa, ốc bu lót và nghêu. Còn ở đây là quầy hào, hào ở đây là hào có nguồn gốc từ Hạ Long. Đây là những cái món salad đó mọi người, cá hồi xông khói đó, những cái món salad nhìn nó rất là hấp dẫn luôn. Đây là phần salad cocktail, rất là hấp dẫn mọi người ha. Với những cái nhà hàng brunch như thế này thì chắc chắn là không thể nào thiếu được những cái món Âu rồi mọi người. Thì ở cái quầy Cheese Blaster này, mọi người cũng thấy rất là đa dạng, rất là nhiều loại phô mai khác nhau. Qua bên này thì sẽ có những cái món xông khói, như là đùi heo xông khói nè, những cái món kiểu giống như là thịt lát ha, thịt xông khói, để cho mọi người cũng đa dạng sự lựa chọn hơn. Mình thường rất là đánh giá chất lượng của nhà hàng thông qua việc mà họ phục vụ cái quầy tráng miệng như thế nào á mọi người. Bên cạnh cái quầy bánh ngọt rất là hoành tráng rồi thì mọi người thấy ở đây quầy kem
quầy kem nhìn rất là hấp dẫn luôn, và đặc biệt là trái cây ở đây được decor gọn gàng, sạch sẽ, đa dạng. Những cái loại trái cây nhiệt đới này chỉ cần nhìn sơ qua thôi đã rất là thích rồi. Ok, với quầy tráng miệng này thì mình nghĩ là sẽ không thể nào cưỡng lại được. Và bạn nào có ý định là sẽ giảm cân thì đừng nha, đừng bỏ qua cái việc giảm cân đó đi, mà các bạn hãy thử cho mình được phép cheat day một ngày để trải nghiệm những cái món ăn tráng miệng hấp dẫn như thế này. Và nó ngon như thế nào thì chờ nha các bạn. Rồi, với cái việc mà trải nghiệm ăn brunch tại nhà hàng của khách sạn mà là Meridian á, thì các bạn có thể gọi thêm những cái món mà nó không bao gồm ở trên quầy có sẵn, tức là những cái món mà chế biến nóng á mọi người. Thì ở đây mình có gọi 4 cái món gọi là must try, các bạn nhất định là phải trải nghiệm ha. Đầu tiên á là cái món tôm hùm trần. Đây là cái món mà tôm hùm sẽ trần sơ qua trước, chúng ta sẽ ăn kèm với lại xoài nè, bơ và sốt trái hạnh đó, rồi có nước mắm chin su trong đó nữa. Tiếp theo là cái món mì ý cá ngừ tươi, các bạn sẽ ăn cùng với lại hạt dẻ cười. Ở trên bên trong thì nó sẽ có một tí xíu vỏ chanh, tỏi, dầu ô liu, cá cơm và nước mắm ở trong đó. Cái phần này á mọi người gọi là xôi chiên giòn với lại thịt cua, ăn cùng với lại tôm khô và dùng kèm với lại nước tương ngọt và ớt chin su mọi người ha. Còn một món nữa, lá lách bê kèm với thịt bò wagyu. Mọi người thấy không, tức là những cái món ở đây á, họ đa phần sẽ là những cái món gọi là thiên về những cái món Âu Tây, nhưng mà có một chút xíu fusion ở trong đó. Thì nó sẽ kèm với là những cái nguyên liệu gia vị như là nước tương hay là nước mắm, để nó tạo ra một cái tổng thể, một cái món ăn nó gây cho chúng ta cảm giác gọi là thương nhớ mọi người. Và rất là hiếm khi những cái nhà hàng nào mà có những cái món fusion như thế này. Rồi bây giờ thì mời các bạn cùng mình trải nghiệm bữa ăn ngày hôm nay nha. Cheers. Vang rất là ngon luôn mọi người. Ok, đây là phần mì ý cá ngừ mà các bạn cùng ăn với mình nha. Wow. Phần cá ngừ của mọi người sẽ được cắt ra thành một sợi như thế nè. Wow, xong rồi trộn với lại cái sốt. Wow, nhìn hấp dẫn quá à. Rồi, mời các bạn cùng ăn với mình nha. Không cần phải nói biết rồi, cái phần cá rất là tươi, các hành sợi nó mềm, nó thơm lắm. Nhưng mà điều quan trọng vẫn là cái sốt. Cái nước sốt ở đây nó làm cho mình cảm giác như ăn rất là béo, rất là thơm. Và không hổ danh đây là một những cái món mà rất là nên trải nghiệm khi mà ăn buffet brunch tại nhà hàng này. Ta-da, và đây chính là phần xôi cua. Thấy không? Còn đâu? Chắc là không giòn đâu. Rồi, và đây chính là phần xôi cua, giờ mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Cái phần xôi chiên giòn ở ngoài thì mọi người có thể nghe được là nó giòn như thế nào đó. Còn ở bên trong á, nó do là có cái sốt trộn với lại nước tương á mọi người, cho nên là nó rất là thơm, nó rất là ngon và cua rất là tươi. Cái độ giòn của cái xôi chiên ở bên ngoài kèm với lại thịt cua tươi ngọt. Đây là một trong những món mà các bạn phải thử nha, must try. Đây là ốc bu lót. Test nhân phẩm mọi người ơi. Rồi, xong. Và mọi người biết không, ở nhà hàng này có một cái món nước
muối ớt xanh chấm cực kỳ xuất sắc luôn, và các bạn phải thử đây. Con hàu ở Hạ Long á, mình đã ăn hàu Pháp rồi, ăn hàu Canada rồi, ăn hàu Úc, ăn hàu Nhật rồi, và ăn cả hàu của Nha Trang rồi. Và riêng cái hàu của Hạ Long á mọi người, thì mình cảm nhận được cái độ béo của con hàu cực kỳ béo luôn. Trời ơi, cái thịt thì nó rất là dày nha, nó dày. Tươi hay không thì còn phải tùy thuộc vào nguyên liệu của nhà hàng. Và đương nhiên là nhà hàng ở trong buổi buffet ngày hôm nay thì mình ăn mình cảm nhận nó rất là tươi. Nhưng mà phải nói là một điều là trời, chưa bao giờ mình ăn được những cái con hàu mà nó có cái vị béo như thế này luôn á mọi người. Ăn vào cảm giác nó béo ngập cả khoang miệng, rất là thích. Mười điểm cho món hàu. Chưa bao giờ món hàu là mình thấy hết thất vọng. Còn đây là phần tôm. Mới nãy mình có ăn rồi, bây giờ thì mình sẽ thưởng thức hơn. Nè, bye. Ngon quá. Rồi mọi người ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi mình xuyên suốt trong tập vlog lần này. Một cái bữa brunch tại khách sạn 5 sao là Meridian. Hy vọng rằng là trong cái video này mình có thể chia sẻ đến các bạn một cái địa điểm hấp dẫn, một bữa ăn cuối tuần để mọi người có thể quây quần cùng với lại bạn bè, người thân và gia đình ha. Và nếu như mà mình làm video ngày hôm nay mà có bất kỳ những cái sơ suất gì thì mình hy vọng là mọi người bỏ qua. Nếu như mà có những cái sự góp ý cũng như là ủng hộ mình thì mọi người nhớ để lại một trái tim nè, bình luận, rồi cho mình một lượt chia sẻ nha. Đừng quên theo dõi kênh mình, subscribe, nhấn subscribe kênh mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo trong chuỗi series Fighter cùng Lebada vào tuần sau nha. Bye bye.